Hello mọi người, thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục về Wii phần 2. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi tới chương 8. Windows bình, Windows dễ. Chắc là chỉ như thế này thôi. Bắt đầu thôi. Nâng cao tốc độ. Warning. Laser xoáy mòn. Thêm một mạng. Warning, warning. Đao ánh sáng bảo vệ. Warning, warning. Women, the boy. Warning, warning. Tên lửa đang đảo lửa cháy. Nâng cao bảo kích. Warning, warning. Đạn thời gian. Warning, warning. Rau chơi chuẩn quả. Warning, warning. Tên lửa đạn đạo xoáy mòm. Warning, warning. Thank you.
Sao lại không ra cái tăng cường sức mạnh hỏa lực nhỉ? Laser bắn giá. Warning, warning. Super Ray of Fire Power. Warning, warning, boss cuối cùng. Hoàn thành. Vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi. Tạm biệt mọi người.